các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Năm mới, Nguyễn Thành xin chúc các bạn một năm mới sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Xin cảm ơn tất cả những lời chúc từ các bạn nghe chuyện cũng như là ly xì từ các bạn dành cho MC Nguyễn Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Có bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe tiếp miễn truyện quyển 6 chương 76 Tập trung Chuyển ngữ Giang hồ cứu nguy Cờ lào Thì cô gái xuất hiện Thì khẽ thở dài Sau đó chậm rãi đứng dậy Nói với cô gái Đang ngại ngùng tranh né ánh mắt của gã rằng Không ngờ ta Còn có thể gặp lại nàng Ta đã hứa với người kia Sẽ chăm sóc nàng thật tốt Ta không dám nói mình làm được Ít nhất hắn ta Đã không để nàng bị thua thiệt Lúc nói câu cuối Khi nhắc tới hắn ta Cờ lao liếc nhìn thần thức của mình Sau đó nói tiếp với cô gái Nhưng từ nay về sau Ta sẽ tự mình chăm sóc nàng Ta sẽ cho nàng thứ tốt nhất trên đời này Cho dù là công chúa một nước Cũng phải hâm mộ nàng Cô gái nghe cờ lao nói Mà bị dọa sợ hoảng hốt núp sau lưng cha mình Nhìn cơ lao Bằng đôi mắt to trong veo như nước Giống như đang nhìn một kẻ điên vậy Đáng tiếc là lúc này Ông chủ còng lưng Vẫn đang ngẩn ngơ thẫn thờ Không dám nhìn thẳng vào cơ lao Cô gái trốn sau lưng ông chủ còng lưng vẻ mặt đầy sợ hãi nói Cha Cha sao thế bọn Bọn họ là ai vậy Cơ lao thấy cô gái bị dọa sợ Thì dịu dàng nói Ta là người muốn chăm sóc cho nàng Từ nay về sau Nàng đi cùng ta nhé nếu đi à Đây chính là chàng rể Mà cha người tìm cho người đấy Chủ lầu nói xong Quý bất quý đột nhiên cười nói Đừng sợ Rể tốt đấy Nhà ga có cơ nghiệp to Nguyên một cái lầu cao luôn Chỉ là trong nhà hơi nhiều vợ tí Đàn ông ba vợ Bốn nàng hầu là chuyện bình thường Hơn nữa ga cùng chỉ có 33 bà vợ mà thôi Sau này tối nào Người cũng phải đi đổ bô tiểu Cho 33 bà chị Rồi mới được đi ngủ đây nha Cô gái lớn như vậy Đều do một tay ông chủ còng lưng chăm sóc Cho dù phải ra mặt làm ăn Nhưng mọi người Để tính nàng nói lắp Không qua lanh lợi Nên trừ quy bất quy già Mà không đứng đắn Mới đến mấy hôm nay ra Không có ai treo gạo nàng như vậy cả Cô gái lập tức tin ngay Khóc hòa lên vừa tùm lấy vật áo ông chủ còng lưng vừa khóc nói nghẹn ngào cha con con cô gái vốn không nói năng linh hoạt giờ bị trêu như vậy càng không nói lên lời cờ lao níu mày đang định đi tới thuyết phục thì cô gái đang chạy qua người mạc ly để xông ra ngoài bị mạc ly đeo trường kiếm túm lại cờ lao nhìn cô gái khóc lóc dãy rủa nói với đệ tử của mình đừng làm nàng bị thương Cờ Lao vừa nói Vừa quay sang nhìn quy bất quy Lúc này ông già đã quay người Muốn đi vào trong nhà Nhìn miệng ông đang không ngừng bấp máy Xem ra đang sử dụng Độn pháp ngũ hành Ngay khi thân hình quy bất quy dần trở nên trong suốt Cờ lao mở miệng nói Người muốn thử xem Ai trong chúng ta nhanh hơn sao Cờ lao vừa nói Vừa giơ bàn tay đang cầm chữ thiên châu lên Nhắm thẳng vào giữa lưng quy bất quy chỉ cần ông già tiếp tục sử dụng độn pháp ngũ hành Thì gã sẽ không chút do dự Mà dùng chữ thiên châu đánh bay ông Quỷ bất quỷ từng tận mắt nhìn thấy tình trạng của kình giao Sau khi bị thứ này đánh trúng Lập tức sợ rụt cổ lại Giờ ngày độn pháp ngũ hành đã sắp hoàn thành Quay lại cười ha hả Nói với cơ lao Chuyện này còn cần nói sao Chủ lầu là đệ tử của đại phương sư đầu tiên Xà lao nhân ra sánh được chứ Ông già thấy Niu Ni Đã bị Mạc Ly chặn ở cửa Biết là không thể dùng cô gái Đánh lạc hướng cơ lao Để chạy trốn được nữa Lập tức thành thật Ngồi xuống bên cạnh cơ lao Cười hì hì không nói nữa Cơ lao thấy quý bất quý không làm liều nữa Thì quay sang Nói với ông chủ còng lưng rằng Sao? Người không định nói gì với nàng à? Ông chủ còng lưng nghe vậy Cả người run lên như bị sét đánh Sau đó cứng ngắc quay sang nhìn cô gái đang khóc sớt mướt nói xem ra duyên phận gần ngàn năm của chúng ta đến đây là phải kết thúc rồi nếu nhi à dù sau này ta không chăm sóc con được nữa nhưng ta chính là gã ông chủ còng lưng nói tên đây chỉ sang chủ lầu đang đội mũ chùm đen nói tiếp gã chính là ta hai chúng ta là một người trọng lông không còn ta thì người cũng đừng sợ coi người này thành ta là được cô gái đã khóc thê thảm nghe ông chủ còng lưng nói vậy thì hiểu lầm lập tức khóc to hơn nói giọng run rẩy cha níu nhi chỉ 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 theo cha níu nhi không cần quần áo mới cha 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 đừng đừng bán con cờ lao cười dịu dàng với cô gái nói nàng hiểu lầm rồi hắn ta không bán nàng là do cha nàng có việc phải làm nên nhờ nàng cho ta rồi Lục hắn ta không ở đây ta sẽ chăm sóc nàng phải rồi đây là quà ra mắt của ta cờ lao vừa nói vừa lấy một cây châm vàng Nạm một khối ngọc hoàn mỹ ra từ trong ngực ga buông tay ra cây châm vàng biến mất sau đó niềm nhìn thấy tóc mình thắt lại cây châm vàng kia đã xuất hiện trên tóc nàng thay cho cây châm gỗ lúc trước đồng thời trên tay mạc ly cũng xuất hiện một chiếc gương đồng hắn soi mặt gương về phía cô gái nếu nhi thấy bộ dạng của mình trong gương thì vẫn khóc rất mướt nhưng nàng vẫn giở cây châm vàng trên đầu theo bản năng sau đó ngồi xổm xuống, xuống nhặt cây châm gỗ dưới đất lên cất vào trong lòng cờ lao nhìn Niêu nhi bằng ánh mắt đầy tự ái không có chút nào khó chịu nên đang bằng vẻ mặt hiền hòa như đang nhìn con mình vậy ngay khi vị chủ lầu vân thiên định nói gì đó một tiếng gào không khác gì chiêng vỡ vọng từ ngoài cửa hàng vào lão già người chết trong đấy rồi hả à? ông đây đi khắp nơi tìm bố già cho ngươi ngươi thì hay rồi trốn trong đó lúc nói chuyện một bóng người không khác gì tháp đồng đen đi từ xa tới còn dẫn theo một đứa bé 8-9 tuổi chính là bách vô cầu và chú nhỏ nhậm tam của hắn vừa cùng nhau đi dạo lầu xanh về. Mạc Ly đã hạ cấm chế bên ngoài cửa hàng đồ ăn người hồ. Người dân đi qua sẽ thấy ảo ảnh bên trong hết chỗ rồi. Trong cửa hàng đã chật kín, nếu không thì đã sớm có khách và hỏi mua rượu thịt rồi. Nhưng hai con yêu quái này chỉ cho rằng bên trong không có ai. Vào rồi mới biết tất cả đều là ảo ảnh. Quỷ bất quý đang bị người quen cũ khống chế đang nhìn bọn họ mà cười khổ. Nhóc nhậm tam lập tức tụt xuống, đang định chạy trốn, tìm ngô miễn tới giúp đỡ, thì đã bị Mạc Ly tóm cổ. Cương chế, lôi nhóc nhậm tam, đã chìm nửa người xuống mặt đất lên. Bạch vô cầu thấy vậy, đang định xông lên liều mạng với Mạc Ly. Chỉ là động tác của Mạc Ly nhanh hơn hắn nhiều. Hắn chỉ thấy tia sáng loe lên. Mạc Ly đã rút trường kiếm ra khỏi vỏ, áp sát lên cổ bách vô cầu. Chỉ cần Bách Vô Cầu dám chạy lên một bước Thì Mạc Ly không cần ra tay Hắn đã tự đưa cổ vào mũi kiếm Chém đứt đầu mình rồi cô mày là Bách Vô Cầu Từng được nhìn thấy sức mạnh của thanh kiếm này Lập tức vội vàng dừng lại Nhưng hắn không nhằm vào cơ Lao hay Mạc Ly Mà há miệng mắng quy bất quy Lao giả Ngươi định chết chùm với ông đây đấy hả Rõ ràng đã nhìn thấy ông đây Với tam thúc đi vào rồi Mà không kêu lên một tiếng đẩy cao chúng ta vào làm đệm lưng đấy hả? Mẹ nó chứ. Xem ra lần này, nguyện vọng của ông đây sẽ thành thật. Kiếp sau, làm anh em với người rồi nha. Mà chủ lầu cũng không dám tùy tiện trêu chọc chỗ rửa của nhóc nhậm tam ở bên cạnh bách vô cầu. Gà không dám làm liều. Hơn nữa, đã đạt được mục đích của mình rồi. Nên cơ lao không muốn làm to chuyện. Sau khi khống chế bọn họ, thu lại thần thức của mình rồi dân con gái của Yên Ai Hầu rời khỏi nơi này. Ngay lúc này, một người đàn ông mặc áo dài màu trắng đi tới trước cửa hàng. Mạc Ly lập tức cau mày. Ngay khi định giơ tay ngăn cản, thì thấy người đàn ông hơi ẻo lạ này cười với mình một cái. Mạc Ly còn chưa kịp hiểu ra, cả người đã vang ẩm lên, bay về phía cơ lao đang ở bên trong. Hết chương 76, chúng ta cùng nghe tiếp chương 77. Ba lần liên tiếp Chuyển ngữ giang hồ cứu nguy Hòa ra các người Không rời khỏi thành lạc dương thật Nếu ta không quay lại kiểm tra Xuyên nữa đã để các người trốn thoát Ở kìa Người không phải ngô miễn Người đàn ông đi vào Chính là kình giao Vừa dậm chân quay đi Ở cửa thành trường An Sau khi đi hơn 10 dặm kình giao nghĩ đến việc Không thể lấy được tin tức của đám ngô miễn quy bất quy Từ phái phương sĩ nữa Lập tức cảm thấy đau đầu Hơn nữa Gà đã bị đánh ngất xỉu Rồi đưa về cửa phái phương sĩ Nhưng hai lần liên tiếp rồi Thật sự không còn mặt mũi Mà đi gặp hai vị đại phương sư kia Kinh rào do dự hồi lâu Dậm chân một cái Quyết định quay về thành Lạc Dương Tìm kiếm đám người ngô miễn quy bất quy Gà nghi chắc rằng Bọn họ đã rời khỏi thành Lạc Dương Bây giờ quay lại Chỉ muốn tìm xem có dấu vết nào Dân tới điểm dừng chân tiếp theo của bọn họ hay không. Sau khi quay lại thành Lạc Dương, Kỳ Giao quay về căn nhà kia. Thế bên trong vẫn trống không. Kỳ Giao vẫn không phải người tỉ mỉ. Sau khi tìm một vòng mà vẫn không phát hiện gì. Gà đang đứng trên đường lớn, mờ mịt đi dạo khắp nơi. Chỉ là chưa đi được bao xa. Gà đã nhìn thấy bách vô cầu và nhóc nhậm tam đang băng trời từ lầu xanh ra đường lớn. Tuy quy bất quy, đã thay đổi ngoại hình cho hai con yêu quái này. Nhưng Bách Vô Cầu rất ít khi chủ động thu liếm yêu khí trên người. Mặc dù Quý Bất Quy đã căn dặn kỹ càng, nhưng chỉ trong lát sau, hắn đã chứng nào tật đấy. Kinh dao nhìn thấy hai con yêu quái này từ xa, bèn đi theo chúng đó, đi thẳng tới cửa hàng đồ ăn người hồ. Kinh dao đứng ở ngoài, liếc mắt đã nhìn thấy cấm chế của Mạc Ly. Nhưng chủ lầu cơ lao lại che giấu hơi thở hơn nữa chỗ ngồi của gã cục khuất nên kình giao cũng chỉ nhìn thấy nửa bóng lưng của gã mà Quy bất quy lại quay mặt ra cửa theo cách nhìn của kình giao Quy bất quy bách vô cầu và nhóc nhậm tam đều đã ở đây về người chỉ lộ ra nửa bóng lưng kia chắc hẳn là ngô miễn kình giao xác định nhóm ngô miễn đang tập trung trong đấy lập tức xông thẳng vào cửa hàng đồ ăn người hồ ngay khi mạc Lý bị khống chế Cô gái giật nảy mình Lục lấy lại tinh thần Thì chạy thẳng ra ngoài Ông chủ còng lưng vẫn đờ như tượng gỗ Nhìn thấy cô gái chạy ra ngoài Thì giật mình Sau đó cũng chạy theo cô gái Kinh giao không để ý tới hai cha con này Cao mày nhìn cơ lao Đã đứng dậy Thì lùi lại một bước Kinh giao bị đánh ngơ xỉu hai lần Đã tạo thành ám ảnh Cảnh giác mà lùi ra cửa Sau khi xác định Người đàn ông tóc bạc kia không mai phục ở đấy Thì mới nói với mấy người trong nhà rằng ngô miễn đâu Y trốn đâu rồi Có phải lại định bất ngờ đánh lén tan nữa không Mau ra đây Người không có cơ hội đấy đâu Cơ lao cũng biết chút ít Chuyện liên quan tới kình giao Vừa bất ngờ xuất hiện này Biệt thân lực của người đàn ông này Sâu hơn mình Nên cơ lao không để ý tới cô gái Và thần thức đã chạy mất Mà mỉm cười nói với người đàn ông tóc bạc vừa xuất hiện kinh giao tiên sinh sao Trùng hợp ghê Ta cũng đang tìm ngô miễn Chỉ là vừa tìm được mấy vị quy bất quy tiên sinh Đang định hỏi xem Ngô miễn đang ở đâu Thì người đã xuất hiện rồi Người biết ta hả Kinh giao cao mày Nhìn lướt qua mái tóc bạc Lộ ra trong áo choàng của chủ lầu thẩm nghĩ không ra người này là ai Người này không hề giống với Mấy người đầu bạc Mà từ phúc từng nói với gã Trước kia cũng đã có quảng trị rồi giờ có thêm mấy người đầu bạc nữa thì cũng là gì với kình giao kình gia tiên sinh xuất thế nổi bật như vậy chỉ cần là người tu đạo thì có ai mà không nhận ra chứ cờ lao mỉm cười nói tiếp kình giao tiên sinh bọn mình đánh cùng mấy đại tu sĩ có thể đánh ngất cờ lao vừa nói tới đây Quý bất quy đột nhiên chen miệng chủ lầu à người nói thẳng luôn là kinh giao tiên sinh bị người ta đánh ngất xỉu hai lần đi. Gà nghe hiểu đấy. Không cần lòng vòng vậy đâu. Không phải lão nhân gia nói người chứ. Mấy người các người cứ thích nói chuyện, lanh qua lanh quanh. Mấy ai thẳng thắn như lão nhân gia ta, thì kia đi thẳng về thẳng. Trước giờ không hề vòng vo. Lâu này, sao mặt kinh giao đã thay đổi. Ban đầu, gà ỉ vào việc mình mượn được thuật pháp của thầy mà coi trời bằng vung nhưng ngoài lúc mới ra mặt thiên hạ còn vẻ vang ra dạo này kình dao đã bị đánh ngất xỉu ném vào cửa phái phương sĩ hai lần liền nhất thời bị đả kích rất nặng nề do vậy cũng trở nên nhạy cảm theo bây giờ kình dao bị quê bất quy kích một cái lập tức nổi lòng giết chóc nói với cơ lao đã định phản bác ông già rằng khiên người chê cười rồi tiếc rằng kẻ đánh ngất ta lại là người khác không phải ngươi kình dao vừa nói vừa vung tay quang xích tơ nhện về phía cờ lào chỉ cần bị đánh trúng thì đầu của cơ lao sẽ rời khỏi cổ ngay chủ lầu biết sự lợi hại của sợi xích tơ nhện đang ngầm đề phòng từ lúc kình Giao xuất hiện vì vậy khi kình dao vừa ra tay cờ lào đã vườn tay trộm một cái về phía sau thành trường kiếm xương dáng của mạc ly lập tức xuất hiện trong tay chủ lầu cờ lào vung trường kiếm thuận thế đỡ đòn của kình dao một tiếng vang cổ quái vang lên Xích tơ nhện đặt quấn quanh trường kiếm Sau đó gặp phải khí lạnh trên thân kiếm Khi lạnh vừa xông ra Tơ nhện nhỏ hơn sợi tóc Cũng dần hiện lên Một đầu quấn trên kiếm trong tay cờ lao Một đầu nằm trong tay kình dao Khi lạnh không ngừng xông ra Trên sợi tơ Cũng dần bám vào một tầng xương trắng Nếu không có tầng xương trắng này Thì sợi tơ cũng sẽ không bị xuất hiện Kỳ giao tiên sinh Người bị người ta chọc gậy bánh xe mấy câu Đã vội ra tay Đại phương sư tử phúc Dạy người như vậy sao Cửa lão thấy mình chặn được tơ nhện Thì khẽ thở vào Nếu như gã chậm một chút thôi Thì tơ nhện này đã cuốn lên cổ gã rồi Cho dù chưa chắc đã chết Được công không tránh khỏi Một trận thua lớn Kỳ giao chỉ cờ lạnh Đầu óc gã vốn không kém Nhưng lại không hề có kinh nghiệm đối địch Kinh giao theo tử phúc ra biển từ nhỏ Lúc trưởng thành Lại nhờ một viên thuốc của tử phúc Mà biến thành người đầu bạc bất tử Từ đấy về sau Ngoài tử phúc và mấy vị sư huynh ra Thì chỉ kinh giao Có địa vị cao ở trên thuyền Không ai dám dùng miêu kế vây gã Càng không ai có gan Dám chọc gậy bánh xe Quan hệ thầy trò của bọn họ Có phải chọc gậy bánh xe hay không cũng thế Dù sao lát nữa các người đều sẽ vào luân hồi hết Kinh giao nói xong Lập tức rung cổ tay lên Sợi tơ nhện đang bám đầy xương trắng kia Đột nhiên bốc lửa lớn Sau khi đốt tan xương trắng trên sợi tơ Chỉ trong nháy mắt Một luồng khí chấn đến Khiến cờ lão phải lùi lại mấy bước Nếu cờ lão không cầm chắc trường kiếm Thì giờ thanh kiếm Đã bị sợi tơ cuốn về tay kinh giao rồi Dù vậy được cánh tay của chủ lầu Vân Thiên Vẫn run lên bẩn bật để gà không bận tâm tới Mà dùng cả hai tay Nắm chắc lấy thanh kiếm Chỉ cần cơ lao lơi lòng ra một chút thôi Là thanh kiếm sẽ rời khỏi tay gã ngay Lúc này Quỷ bất quý bách vô cầu và nhóc nhậm tam Đã thừa cơ chạy khỏi cửa hàng Để lại hai người đang đánh nhau Nhưng so ra Thì kinh dao nhẹ nhàng hơn cơ lao nhiều Kinh dao chỉ dùng một tay Bắt lấy xích tơ nhện Cười lại nhìn cơ lao Đang dùng hết sức đối đầu mình nói Giờ thì nói xem Lát nữa ai sẽ bị đánh ngất xỉu Kinh giao nói dứt lời Thì đột nhiên dùng lực Kéo mạnh sợi tơ về phía mình Vậy mà lại kéo cả thanh kiếm Và cơ lao về phía gã Mà vị chủ lầu này Có vẻ không hề có ý định dãy ruộng nữa Thuận theo cả người lân kiếm Nga về phía kình giao Lúc này kinh giao giơ canh tay còn lại lên Không khí trong lòng bàn tay Bắt đầu vặn vẹo chỉ cần cơ lao lại gần thì ga sẽ kết liễu luôn ngay khi cơ lao tới trước mặt kình dao đưa tay đỉnh vỗ vào đầu chủ lầu thì cơ lao cũng đưa tay lên ngay trong khoảnh khắc tay cơ lao đập vào gã tay cơ lao cũng đã đập lên chán kình dao một tiếng chầm vang lên cả hai người đồng thời ngã bay ra sau kình dao bay ra xa mười mấy trượng cuối cùng đâm gãy một cây đại thụ mới ngã xuống đất trước khi ngất xỉu Suy nghĩ cuối cùng của gã là Chẳng lẽ số mình nhỏ thế à? Hết trường thứ 77 Chúng ta cùng nghe tiếp chương 78 Thần thức Chuyển ngữ giang hồ cứu nguy Cờ lao và kình dao Gần như ngã xuống cùng lúc Kình giáo đâm đổ Một cây đại thụ mới ngã xuống Còn chủ lầu Thì vác sập cửa hàng đồ ăn hộ nhỏ này Bị chôn vùi trong đống đổ nát Người dân xung quanh không biết đã xảy ra chuyện gì Đầu tiên là có một người Bay ra đâm gãy cây đại thủ Gần như cùng lúc đó Cửa hàng đồ ăn người hồ này Cũng sụp đổ Khi người xung quanh đang loe ngoe Muốn đi tới hóng hớt thì đột nhiên Một cánh tay vươn ra từ trong đống gạch ngói đổ nát Sau đó Một người đàn ông mau mẹ bè bét Bò từ trong ra Người bỏ ra chính là đệ tử Mạc Ly của cơ lao Hắn ta bị gạch ngói rơi vào người bị đau mà tỉnh dậy sau khi bỏ ra khỏi đống đổ nát bạc Lý ngây người hồi lâu mới hiểu ra mọi chuyện lập tức liều mạng đào bới đống phế tích cuối cùng cũng tìm được thầy mình ở mé ngoài đống gạch ngói bạc Lý ôm cờ lao ra khỏi đống đổ nát còn chưa kịp đi ra ngoài thì nghe thấy một giọng quen thuộc nói cờ lao đúng là nhận một đệ tử ngoan người cũng thật là sao phải đào một mình thế gọi một câu Quy bất quy ra ra giúp ta với Lao nhân ra tới giúp người ngay Lúc này Một giọng khác lại nói Ông đây ghét nhất là loại người như ngươi Lao già Ngươi đừng nghĩ mình là cha ruột của ông đây Ông đây ngứa mắt Cũng phải nói mấy câu nha Ngươi muốn qua giúp thì qua Ai cản ngươi hả Đi cái gì Ông đây nói sai chắc Ngươi chờ đấy Ông đây đi chôn chủ lầu kia Suốt đống gạch đấy Người ấy đi tìm thầy Cái tên đeo bảo kiếm kia Giúp hắn ta đê Trong lúc nói chuyện Một tên cao to đen đi ra khỏi đám người Đang hóng chuyện Chính là đứa con trai yêu quái bách vô cầu Của quy bất quy Tên thô lỗ này vừa nói Vừa bước nhanh về phía mạc ly à, Cái tên đeo kiếm kia Ta mượn là thầy ngươi dùng tí nha Chúng ta lại chôn gã vào trong đó Cho lão già nhà ta đi tìm Người ấy đừng giúp ông ấy Chúng ta đứng xem trò thôi không được qua đây Mạc Ly quát lên Đưa tay chụp về phía đông gạch vỡ trên đất Sau đó thanh trường kiếm Toàn khí lạnh kia Xe gió bay ra từ đống đổ nát Bay vào tay Mạc Ly Chỉ trong nháy mắt Hiện tại Mạc Ly bị cơ lao liên lụy Không thể sử dụng độn pháp ngũ hành Chỉ có thể gắng gượng Đối đầu với bách vô cầu Tiền thổ lô thấy Mạc Ly như vậy Thì sừng sốt Dừng lại nhắc miệng nói Chỉ là một ông thầy thôi mà Sao lại không bỏ được chứ Thế này nha Trước tiên là chôn thầy ngươi à, Chờ lão già tìm gã lên rồi Chúng ta lại chôn lão già xuống Gọi thầy ngươi dậy Để gã đi tìm Xem xem hai người họ Ai tìm nhanh hơn Ngươi Ngươi coi thầy ta là gì hả Bạc Lì Vùng trường kiếm trong tay như điên Nói với Bách Vô Cầu Người dám đi lên một bước Ta liều mạng với ngươi Xem xem đầu ngươi với kiếm của ta Thứ gì cứng hơn Hẹp hỏi thế Bánh vô cầu thấy Mạc Ly Thật sự có ý định kéo nhau chết chùm Để nói gì thêm Thì quy bất quy đã nói vọng lên từ phía sau lưng Lần này lao nhân gia ta không làm khó thầy ngươi Khi nào gã tình Người nhớ nói với gã một tiếng Bảo gã Nợ lao nhân gia ta một chuyện Có cơ hội nhất định phải trả đấy Bạc Lý không tin vào tay mình Chần chờ một lúc Mới nói với Quy Bất Quy Người ơi, bỏ qua cho thầy ta thật sao Hay là chờ lúc ta Quay người mới đánh lén sau lưng chứ Người nghĩ lao nhân ra Là thầy ngươi chắc Quy Bất Quy cười mắng Sau đó phất tay như đuổi ruồi Lại nói Cho dù lao nhân ra thích đánh bất ngờ Nhưng không phải dạng người Như lời nhãi con ngươi nói cho dù thuật pháp của ngươi Có mạnh gấp 10 lần Thì lao nhân già cũng không mất mặt nổi như vậy Còn chưa đi hả à, Đã vậy lao nhân già không khách sáo Quý bất quỷ vừa nói Vừa giả vờ bước về phía Mạng Ly Hiện thành niên cầm trường kiếm giật này Mạng Ly lập tức không bận tâm Quý bất quỷ có lừa mình hay không Vội ôm cờ lao chạy mất Quý bất quỷ đứng nhìn bóng lưng hắn ta Mà cười Lúc này nhọc nhậm tam nói với ông già Lão già, ngươi định tha cho hai người đó dễ dàng như vậy hả? Lộc này tên nhỏ hơn kia, tóm cổ nhân sâm của chúng ta đấy. Ngươi xem, tím cả rồi, thế đã xong sao? Cứ dư gã lại đã. Ông già nhe răng cười với thằng nhóc nói, phải tạo việc cho hai thầy cho quảng nhân hòa sơn chứ. Nếu hai chủ lầu Vân Thiên không còn nữa, hai thầy trò kia lại nhòm ngó tới chúng ta đấy. Quỷ bất quỷ thấy hai thầy trò kia đi khuất Mới quay lại nhìn kinh dao Đang ngất xỉu trên đất nói lao nhân ra cũng mệt Gà cơ bị ăn tắt mãi không chán à Không lâu sau Quỷ bất quy đột nhiên xuất hiện Trước cửa phách phương sĩ Sau khi đứng vững Ông già ném kinh dao đang hôn mê Vào trước cửa chính Lúc quay người đang định đi Thì đột nhiên dừng lại Nói về phía cửa chính Nói lao nhân ra nghe Ai bảo hai ngươi canh ở đây vậy quý bất quy vừa rất lời thì thấy có hai phương sĩ nhỏ đi ra từ bụi cây trước cửa chính bọn họ cầm cáng cứu thương đi tới trước mặt quý bất quy thì thả xuống hành lễ với quý bất quy nói hai chúng ta được đại phương sư quảng nhân lệnh cho ở đây chờ lao nhân ra ngài trả kình giao tiên sinh về tới ngài ấy nói không tới chục ngày sau ngài sẽ đem gã trả về đây còn ngả ngớn thế nữa dù sao cũng là người từng làm đại phương sư Còn thích nhìn người ta xấu mặt à Quý bất quy cười Nói với hai phương sĩ nhỏ Các người vất vả rồi Về nói với đại phương sư nhà các ngươi Hay là bàn trước với chúng ta Một chỗ nào đó đi Lần sau lão nhân gia ta Đưa người tới thẳng đó luôn Không cần hai đại phương sư của các ngươi Bực mình nữa Ông già nói xong thì cười ha hả Sau đó quay người biến mất trong không khí ngay khi hai phương sĩ nhỏ đang bận rộn đưa kình dao lên cáng cửa lớn bồn phái đột nhiên mở ra đại phương sư tiền niệm quảng nhân đã thay trang phục phương sĩ bước ra ông ta nhìn lướt qua nơi ông già biến mất rồi lại nhìn mặt kình dao đang nằm trên cáng cứu thương quảng nhân khe thở dài nói với hai phương sĩ nhỏ mang thẳng tới phòng khách đã chuẩn bị sẵn là được không cần tìm người chữa trị đâu đặt sẵn quần áo mới và bạc ở bên cạnh. Gã tỉnh cũng không cần báo lại cho ta và đại phương sư biết để gã tự đi là được. Không biết có phải do dạo này bị đánh nhiều quá không mà kình dao đã thích ứng được. Lần này chỉ hôn mê ba ngày là tỉnh. Kinh dao mở mắt ra. Việc đầu tiên là nhìn một vòng xung quanh. Sau khi biết mình đang ở đâu mới thở phào một hơi. Gã suy nghĩ hồi lâu Cuối cùng mới nhớ ra tại sao mình lại ở chỗ này lần thứ ba Lần này kình Giao không gặp hai vị đại phương sư nữa Thì bên cạnh có quần áo sạch Thì thay đổi xong xuôi Không có mặt mũi mà lấy bạc Lập tức dùng đột pháp ngũ hành Để rời khỏi phai phương sĩ Hai vị đại phương sư cũng coi như thật sự không biết gì Không hỏi hàn thêm một câu nào cả Sau khi ném kình dao Vào trước cửa phai phương sĩ Quỳ bất quy sử dụng đột pháp ngũ hành về trong thành Lạc Dương. Sau đó, gặp lại ông chủ còng lưng và con gái hắn ta. Đang tranh thủ lúc rối loạn mà chạy trốn cách đây không lâu. Ở ngay trong khách sạn bọn họ đang ở. Lúc này, hai người đều có vẻ sợ hãi. Ông chủ còng lưng thấy quý bất quý quay về thì lập tức đứng dậy nói với ông già. Có thể đi rồi chứ? Chúng ta có thể tránh thoát hai cơ lao sao? Nếu điều ta có chuyện thì đành nhờ nàng cho các ngươi vậy ta đã thêm chút đồ vật của mình và hồn phách của nàng rồi. Có người đi theo là có thể tìm thấy truyền thế kiếp sau của nàng. Sau này, lúc các người làm, không cần cho nàng giàu sang phú quý, chỉ cần có thể bình an, nuôi dưỡng hồn phách của nàng thật tốt là được rồi. Đừng sốt ruột thế, không nghiêm trọng như người nghĩ đâu. Quy bất quy cười nói, bây giờ cơ lao, lo thần còn chưa xong, không mất 4 năm ngày Thì không dậy nổi đâu Hết trường thứ 78 Chúng ta cùng nghe tiếp chương 79 Tìm chỗ rửa Chuyển ngữ giang hồ cứu nguy Ông chủ cầm lưng Dẫn Niêu Nhi chạy trốn ra ngoài Rồi cũng không rời khỏi thành Lạc Dương ngay Mà đi tới khách sạn Mà nhóm Ngô Miễn Quý Bất Quý đang ở Muốn nhờ và Niêu Nhi cho Ngô Miễn Sau đó trốn khỏi đây một mình chỉ là sau khi hắn ta nói rõ mục đích của mình với ngô miễn xong Người đàn ông tóc bạc này trợn mắt nhìn hắn ta nói Người nghĩ chỗ ta là nhà trẻ à? Ông chủ còng lưng thừa biết tính người đàn ông đầu bạc này Vì vậy tiếp tục thiết phục ngô miễn Mong y để mặt yên ai hầu Mà chăm sóc Niêu nhi một thời gian Ngay khi ngô miễn bị hắn ta lại nhài cho phát phiền Sắp đồng ý giúp đỡ Thì lại thấy bách vô cầu dẫn nhóc nhậm tam đi về Tên thổ lộ thấy ông chủ cổng lưng thì nhíu mày Nói về hắn ta Không ngờ à, lão già kia Lại nói đúng rồi Người không đi thật này Lúc này ông chủ còng lưng Đã bắt đầu sử dụng đột pháp ngũ hành Chuẩn bị chạy trốn Thì nhìn thấy rõ người đi tới là bách vô cầu Và nhóc nhậm tam Thì mới thở vào nhẹ nhõm Dừng thuật pháp lại Hắn ta còn chưa kịp nói chuyện Nhóc nhậm tam đã nói trước Lão gù cứ yên tâm Dù trời sập cũng có nhân sâm chống đỡ cho Ngươi sợ gì chứ Lao chết bẩm kia bảo ngươi ở đây chờ ông ấy Lát nữa ông ấy về Sẽ có chút chuyện nói với ngươi Không cần lo no lắng về chuyện chủ lầu nhà ngươi nữa đâu Lông anh nhân sâm đã đánh gã rồi Nếu cháu trai nhà ta không ngăn lại Thì giờ gã đã xếp hàng Nhận canh trên cầu Nại Hà rồi đấy Bạch vô cầu Nhìn nhóc nhậm tam đang bốc phép Nói Tam thúc à Nói đến trường mực là được rồi Không phải cháu trai người nói người đâu Người học cái trò mồm mép tét nhảy Ăn không nói có này từ ai đây Thằng nhóc cười hì hì Nói với cháu trai mình Còn phải hỏi hả Nhân sâm đi theo lao chết bầm kia Nhiều hơn ngươi mấy chục năm đấy Sau mấy chục năm nữa Thì ngươi cũng giống nhân sâm thôi Nhóc nhậm tam nói tên đây Thì đột nhiên nghĩ tới Bộ dạng lúc nãy của mình y chang kết tính tên thổ lỗ này lúc hắn mất trí nhớ đều do lúc quý bất quý còn chưa lấy lại được thuật pháp có nói ngày trước ông từng cùng từ phúc đi qua yêu sơn trở lại lúc đó lao chết bầm này từng làm việc gì đó không thể lộ ra ngoài ánh sáng được thật sao trong đông nhóc nhậm tam đang nghĩ vẩn vơ quý bất Quy đã dùng đồn pháp ngũ hành quay về đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người quý bất quý nói mấy câu làm yên lòng ông chủ còng lưng rồi bảo nhóc nhậm tam dẫn chị gái nhỏ kia sang phòng khác chơi người lớn có chuyện muốn nói quý bất quý thấy nhóc nhậm tam dẫn niêu nhi đi rồi thì cười hi hì, hì sau đó chắp tay sau lưng nói tiếp bây giờ nói chuyện của ngươi đi lao nhân già cũng từng gặp qua mấy thần thức gì đó nhưng lần đầu tiên gặp một thần thức có tính cách như ngươi chủ thể của ngươi đã mặc kệ ngươi suốt bao nhiêu năm rồi sao bây giờ đột nhiên ăn năn hối cải thế? ông chủ còng lưng cười khổ nói ngoài ta ra thì gã còn một thần thức nữa đang lưu lạc ở bên ngoài hai chúng ta chiếm một nửa thuật pháp của chủ thể thần thức kia chắc cũng giống ta tách ra lâu quá để đã có ý thức của riêng mình không còn bị chủ thể khống chế nữa nếu gã muốn khôi phục thực lực thì chỉ có thể tự tìm tới chúng ta đem chúng ta nhập lại vào cơ thể mình. Ta vốn là một phần của gã, cùng lắm thì không còn ý thức riêng nữa thôi, chỉ là vẫn không nỡ níu nhi. Ông chừa còng lưng nói tới đây thì dừng lại, thở dài một hơi rồi nói, cho dù ta biết chắc gã sẽ không bạc đái níu nhi, thậm chí còn có cách biến nàng thành thể chất trường sinh bất lão. Chỉ là gã dễ dẫn tới tai họa chết người lắm. Nếu Niêu Nhi đi theo gã Sớm muộn gì cũng bị liên lụy Ta đã trông coi hôn phách của Niêu Nhi Gần ngàn năm Dù đã nhìn nàng sinh, lão, bệnh, chết Lặp đi lặp lại rất nhiều lần Nhưng nếu để nàng Bị ta liên lụy mà chết oan Thì cho dù ta biến thành hư vô Cũng không cam lòng Quỷ bất quỷ Nghe ông chủ còng lưng nói vậy Thì cũng thở dài theo Sau đó nói Lão nhân gia ta biết mà dù sao thì cơ lao Cũng là đệ tử đầu tiên Của đại phương sư đầu tiên Cũng là người có thể thừa kế Vị trí đại phương sư năm đó Sao có thể tụt lùi tới mức Không phân cao thấp với quảng nhân chứ Thì ra là Còn có chuyện không ai biết này Nếu nói vậy Chỉ cần ngươi và một thần thức khác Không có Thì cơ lao sẽ vĩnh viễn như thế này đúng không Lông nói rất lời Vẻ mặt quý bất quy hơi kỳ quặc sắc mặt của ông chủ còng lưng cũng khẩn trương theo bắt đầu lui dần về phía cửa lúc này ngô miền vẫn luôn im lặng lại lên tiếng lao già ngươi còn có thời gian hù dọa hắn ta thì sao không làm chút việc có ích đi quý bất quy nghe vậy thì quay đầu cười với ngô miễn sau đó lại nói tiếp với ông chủ còng lưng lao nhân già nghĩ cách giúp ngươi tránh gã nhé thế này đi người dẫn niêu nhi tới phái phương sĩ Bọn họ để mặt đại phương sư đầu tiên Nhất định sẽ để các ngươi ở lại Bây giờ là lúc phái phương sĩ Vừa mới phục hưng lại Đúng là lúc đại phương sư nên lập uy Cờ lao không dám tùy tiện Trêu vào phái phương sĩ đâu Cả người trở tới lúc níu ni Chuyển thế Cũng không thành vấn đề Không được Ông già còn chưa nói xong Ông chủ còng lưng đã lắc đầu Nói Sau khi yên ai hậu độ kiếp thất bại Đã hạ pháp chỉ cho dù dòng dõi của ông ấy có truyền thế cũng không thể có chút quan hệ gì với phái phương sĩ cả dù sao kiếp trước hồn phách của niu ni cũng bị làm tổn hại ở phái phương sĩ nếu để nàng về đấy thì ta cũng không yên tâm vậy thì chỉ còn cách thứ hai quy bất quy dừng chút rồi nói tiếp còn có một người cho dù ngươi tìm được thần thức thứ hai thuật pháp trở về thời kỳ đỉnh cao cũng không dám trêu vào Cho dù hiện tại Không thấy bóng dáng người đó ở đâu cả Nhưng số người may ghê á Làm nhân ra biết nơi ở Của một đệ tử của ông ta Người cực canh người đệ tử đó Thì sớm muộn gì cũng gặp được đấy Người nói tới Đại thuật sĩ tịch ứng chân sao Ông chủ còng lưng sáng mắt lên Giống như nhìn thấy tia hy vọng vậy Sau đó hình một hơi thật sâu Nói tiếp với quý bất quý Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi tìm lão ta luôn. Lão ta ở xa không? Nếu Nhi không chịu được độn pháp. Đừng vội. Nghe Lao nhân già nói xong đã. Quy bất quy nói. cười nói. Đúng là bố già tịch ứng chân kia. Đừng người cô biết tính tình bố già kia không tốt đẹp gì. Ông ấy ra biển hơn 100 năm. Lúc này mới quay về. Đang luôn phiền ăn trực trong nhà mấy đệ tử của mình. Nếu người không may Gặp lúc ông ấy vừa đi Thì lao nhân ra ta có thương Mà không giúp nổi Ông chủ cầm lương nghe quý bất quy nói vậy Vội chạy ra ngoài Hồ với cô gái đang chơi với nhóc nhậm tam Trong gian khác Nhiêu nhi, mau về thôi Con gái lớn rồi, ai lại ở cùng phòng Với mấy thằng nhóc kia vậy Mau lên, chúng ta phải đi xa nhà Ngồi bên liếc quý bất quy một cái nói Lao già Người tốt bụng vậy từ bao giờ thế? đang âm mưu gì đây Quý bất quỳ cười ha hà Vẫn chắp tay sau lưng mà nói Lão nhân già âm mưu được gì chứ Chỉ do lâu không gặp Bách Lý Hi, Không biết lao tà ra sao rồi Để đi thăm tí thôi Người nhớ Bách Lý Hy à Ngô Biến cười lạnh nói tiếp Người biết sĩ diện từ bao giờ thế Đờ đây Lần trước quên mất xích tơ nhện Lần này chắc không đâu nhỉ Thầy thư tốt nên muốn tìm Bách Lê Hì kiếm thêm mấy cái đúng không? Ngô Biến vừa nói, vừa vươn tay với quỳ bất quỳ. Ông già lập tức lộ vẻ xoắn suýt, do dự hồi lâu. Bây gờ xích tơ nhện quấn trên ngón tay ra, đặt vào lòng bàn tay Ngô Miễn. Ngô Miễn cảm giác được trên tay mình có thứ gì đó, nếu vẫn không nhìn thấy gì. Chỉ có thể dựa vào xúc giác mà cảm nhận được có một thứ như sợi tơ nằm trong tay mình. Sau khi chậm rãi vuốt thuận nó ra Thì cảm nhận được Có một sợi tơ Mang theo bộ vòng trong suốt Quỷ bất quỷ nhìn ngô miễn Quấn xích tơ nhện lên tay Mà lòng đau như cắt Không ngờ Y chỉ quấn một chút Rồi lại tháo ra Đưa cho ông già nói Đừng mơ nữa Bạch Lê Hì không chế tạo được đâu Nhất người đây nha Hết trường thứ 79 Chúng ta cùng nghe tiếp chương 80 Tội phạm bách vô cầu Bị áp giải Chuyển ngữ giang hồ cứu nguy Quỷ bất quỷ nhất thời không tin nổi ngô miễn Lại trả đồ cho mình Sợ y hối hận sẽ đòi lại pháp khí Nên lập tức quấn vội xích tơ nhện lên tay Vừa làm vừa nói Đã không gặp nhau hơn 100 năm rồi Bên đầu tài nghệ luyện khí của Bách Ly Hì Lại nâng cao một bậc Người nghi xem nếu lao ta chế tạo ra chín cái xích tơ nhện một ngón tay quấn một cái với 10 cái xích tơ nhện đấy thì đến lúc đó quảng nhân gặp lao nhân Gia ta cũng phải nhức đầu thuật pháp trong hai cái chữ kim đủ để lao nhân Gia ta duy trì gần ngàn năm nữa cơ mà ngô miễn cười mỉa nói vậy ta chờ mở mang tầm mắt vì thân thể niêu nhi không chịu được độn pháp ngũ hành mà nếu đi xe ngựa tới liêu đông Thì quá rêu rào Rất dễ bị kình dao và cơ lao để bắt tới Nên quý bất Quy Đã lấy một đơn xin áp giải tội phạm Từ phủ thái thú thành lạc dương Để bách vô cầu Giả thành tội phạm Ngô miễn quý bất Quy, Ông chủ còng lưng và niêu ni Giả thành quan sai áp giải Sau đó đi thẳng về phía quận liêu đông Lúc đầu khi nghe mình phải giả thành tội phạm Bách vô cầu cực kỳ không muốn Nhưng sau khi nghe quý bất quý khuyên bảo Thì tên thổ lỗ Mới miễn cưỡng đồng ý với cha đẻ mình Nói ngay với quy bất quỷ Lào giả Nói do trước nghe Ai hỏi cũng phải nói ông đây Là anh hùng suýt làm thịt hoàng đế đây nha Thật thế còn gì Làm nhân già thấy tận mắt luôn Quỷ bất quỷ vừa đeo gông gỗ Cho bách vô cầu vừa nói Thằng nhóc người Là đại tướng quân lãnh binh của triều đình. Trước đó, nương nương có chuyện mờ ám, hoàng đế càng nhìn, càng thấy thái tử giống ngươi, không nhịn được, bèn sai mười vạn ngự lâm quân bắt ngươi lại. Ngươi một mình chiến đấu với mười vạn quân suốt ba ngày ba đêm, giết hết chín vạn chín, sau đó giết tới trước mặt hoàng đế. Nếu nương nương không ôm con của hai người cầu xin, thì người đã làm thịt hoàng đế, được con trai mình lên ngôi rồi. Không được Bách vô cầu không nghe quy bất quy nói xong Đã trợn mắt nhìn cha đẻ mà nói Đừng nói 9 vạn 9 Số lớn qua nghe giả tạo Nói 9 vạn 8 là được rồi Nhọc đậm 8 đức cạnh hóng chuyện trước mắt nói Sau đó thì sao Nói tiếp đi chứ Nương nương sao rồi Một hồi lâu sau Một đội áp giải phạm nhân kỳ quái xuất hiện Trên đường chính ngoài thành Lạc Dương một ông anh đen sì trông có vẻ không giống người tốt, bị gông lại bằng cùm gỗ. Xung quanh đi kèm bốn người áp giải. Có chuyện nằm ngoài dự đoán của quy bất quy là, ban đầu, Ngô Mên không định ra làm quan áp giải. Nếu sau khi thấy bộ dạng tù nhân của Bách Vô Cầu, thì chả mây khi y lại cười ra tiếng, lập tức chủ động thay quần áo của quan áp giải mà quy bất quy đã chuẩn bị sẵn. Sau đó, nên Bách Vô Cầu đang ướn ngực, Cực kỳ không tình nguyện mà nói Lát nữa Ta tiễn người lên đường Bách vô cầu nghiêng đầu suy nghĩ một lúc Không dám gây sự với ngô miễn Nên quay đầu mắng quý bất quy Lão giả Đã nói là đi xung quân cơ mà Sao lại là lên đường hả Đừng nghĩ ông đây ngu nha Ông đây biết lên đường là ý gì rồi đấy Quý bất quy vất vả mãi Mới thuyết phục được bách vô cầu lên đường Lúc này Ông chủ còng lưng không ngủ nữa biến thành một quan áp dài già khoảng năm sáu mươi tuổi niêu nhi biến thành một quan áp dài trẻ gầy nhom suy dinh dưỡng còn ngô miễn và quy bất quy đều mặc quần áo của thanh niên quy bất quy dùng tài hoa trang của mình mà trông còn trẻ hơn ngô miễn mấy tuổi nhong nhậm tam không cần lo mặt dùng thuật độn thổ theo sát phía sau 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 khi rời thành lạc dương hai ngày đầu sóng yên biển lặng đến trưa ngày thứ ba mọi người đi vào một thị trấn tầm trung. Lúc đang chuẩn bị tìm quán cơm để nghỉ chân, thì thấy một con ngựa đang lao nhanh từ xa lại gần. Cho tới khi người kia tới gần trong phạm vi mười trượng, bọn họ đã có thể nghe thấy tiếng hắn ta hò khan liên tục. Người này chính là đệ tử Kiều Kiều của cơ lao. Kiều Kiều ngồi trên ngựa, chỉ lên nhìn bọn họ một cái, không phát hiện sơ hở gì nên tiếp tục phi ngựa về phía trước. Nhưng sau khi Chạy qua gần trăm trưởng, Không biết vì sao Hắn ta lại kéo cưng Quay ngựa về chỗ bọn họ Nói với nhóm ngô miễn và quy bất quy rằng <laughs> Mấy vị quan gia này Cả người có thấy <laughs> Xe ngựa nào chạy qua đường chính không Kiều kiều Lại ho sạc sụa một trận rồi nói tiếp Trên xe ngựa Chắc chắn sẽ có <laughs> Một ông già Một tên thanh niên Đầu bạc còn có một tên to con và một đứa bé <laughs> Không biết mọi người có thấy không Thật ra Bách Vô Cầu Là người dễ nhận ra nhất Như qua bàn tay của Quy Bất Quy Hiện tại tên Thổ Lỗ Đã biến thành một người đàn ông hung tận Tầm 30 tuổi Xăm trổ đầy mình Là người mà đi đâu Cũng bị bắt về nha môn cho ăn đòn trước Rồi tra hỏi sau Lúc này kỳ Kiều nhìn tên tù nhân to con này Không có bất cứ vấn đề gì Chờ khi Kiều Kiều ho khan xong Quý bất Quỳ mới chỉ về phía cuối đường chính nói À có mấy cái xe ngựa Và đi từ đây đi Điều ta cũng không nhìn kỹ Không biết đúng là người người muốn tìm không Cũng không chú ý ông già thanh niên tóc trắng Người lớn người bé gì gì đó Nhưng phụ nữ trên xe Trông duyên dáng phết đấy à, Mấy cô đấy à Bấm ra nước đấy Kiều kiều lướt nhìn quý bất quy Đang giả làm quan sai bằng ánh mắt chán ghét. Sau đó, không để ý tới ông nữa mà tiếp tục phóng ngựa qua thị trấn, chạy về phía cuối đường chính. Thần thức đang giả làm quan áp dài, thấy kiều kiều phi khuất mới thở vào, sau đó nói với quý bất quy. Người này tên Kiều, là đệ tử của chủ thể. Ta bị hắn ta phát hiện mấy lần, nếu không nhận ra sớm thì đã bị chủ thể đồng hóa rồi. Điều gì không biết chủ thể mà cha nói là gì, được ở đây đã có nhiều người Nàng lại có tật miệng Nên không mở miệng dò hỏi Quý bất quý cười hì hì Nói một câu khiến thần thức sợ chết khiếp Bây giờ à, Ta thấy Không phải vị kia của ngươi đã tỉnh lại đâu Là do một cơ lao khác Có được tin tức Nên kiểu kiểu này mới tới điều tra thôi Chỉ cần chúng ta lộ ra một chút vị trí Thì gã sẽ tới ngay Lao già này Hai chúng ta vẫn đi đường nhỏ thì hơn Banh vô cầu nghe quy bất quy nói xong thì nói Cũng đừng có áp giải ông đây tới liêu đông Để xung quân gì gì đó nữa Người cho rằng ông đây không biết hả Đêm qua lúc dắt ngựa Người dám nói với bà chủ Là ta phạm tội hiếp dâm Chỉ là cách nói thôi Nếu ông chồng không phát hiện Bà vợ đánh chết Cũng không khai để bao che cho người Quỷ bất quý cười nói tiếp với tên thổ lỗ Bây giờ đã gặp phải kiểu kiểu rồi Nếu hắn ta đi theo con đường này Mà không gặp phải chúng ta Thì mới gọi là lộ tẩy đấy Bạch vô cầu nghe quỷ bất quý nói như vậy Chỉ có thể chấp nhận Cuối cùng hắn bàn lại với ông già Chỉ cần tê liêu đông Hắn sẽ lột áo tủ ngay Khôi phục thân phận Mà đi tìm vị đệ nhất luyện khí sư kia Mọi người nói xong tìm một quán cơm trông có vẻ sạch sẽ trên chấn, gọi mấy món ăn giá rẻ rồi bắt đầu ngồi xuống ăn uống. Thức ăn của Bách Vô Cầu là bốn món mặn, mười cái bánh nếp và một bầu rượu. Quý bất Quỳ ăn xong thì bắt đầu cho Bách Vô Cầu không tiện hoạt động ăn cơm. Người xung quanh đều thấy mà lạ, lập tức có người tới bắt chuyện với nhóm ngô miễn Quý bất Quỳ Không biết cái tên to con này phạm tội gì mà còn được quan sai áp giải hầu ăn hầu uống như vậy. Lần này, quý bất quỷ còn chưa kịp nói gì Tên Thổ Lô đã trình bày Ông đây ngủ với nương nương Đại chiến 8 ngày 8 đêm Với 10 vạn đại quân của Hoàng đế đấy Chỉ vì đương kim thái tử Trông giống ông đây nha Người nghĩ xem Ông đây phạm tội gì chứ Nhưng người hóng chuyện nghe xong Đều coi tên to con này là đồ điên Ngay sau khi đám người hóng hớt tàn đi Kiều Kiều vừa cưới ngựa đi Lại đột nhiên xuất hiện trong quán cơm sau khi xuống ngựa Hàn ta thấy quán áp giải Cũng ở trong quán cơm Thì lập tức nhíu mày Sau đó hỏi mọi người đang vây quanh hóng chuyện rằng Cả người có ai thấy Một cái xe ngựa đi ngang qua đây không Hết chương 80 Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay Hồi sau sẽ có nội dung gì Chúng ta cùng đón nghe sau nha Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.